đầu tiên mang tên Đi Tìm Tần Số. Và bây giờ hãy sẵn sàng chào đón bốn cô gái, xin mời. Vị trí thứ nhất ạ. Lần đầu tiên Trường Phương xin gửi lời chào tới tất cả mọi người đang có mặt. Công việc hiện tại của mình là người mẫu, diễn viên và kinh doanh tự do. Thì bên cạnh đó mình có dạy nấu ăn nữa mọi người. Ngày hôm nay đến với chương trình rất mong muốn sau những lần vấp ngã trong tình yêu, một lần nữa có thể mở lòng và đón nhận một tình yêu mới. Cảm ơn bạn. Chắc là mình cũng đã trải qua nhiều mối tình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Mối tình nào khiến bạn nhớ nhất? Mối tình 2 năm với lại yêu một người làm nghệ thuật thì phải gìn giữ được cái tình yêu đó trong suốt 2 năm qua. Em không có ngại đường xa 2-3 tiếng để qua nhà lo cơm nước cho anh. Nói chung là em làm mọi thứ khi có thể, nhưng lòng anh đã thay đổi và điều đó làm em rất là suy sụp. Rõ ràng vết thương lòng nó vẫn còn đó. Ngày hôm nay cố gắng lạc quan hơn. Cơ hội, cánh cửa, tình yêu mới đang chờ đợi bạn. Hãy cố gắng phát ra những tần số phù hợp nhé, Trần Phương. Vâng, cảm ơn anh ạ. Xin chào cô gái thứ hai. Mình xin chào hai bạn nam, chào hai MC cực kỳ dễ thương của chương trình Tần Số Tình Yêu và toàn bộ khán giả có mặt ngày hôm nay. Mình tên là Huỳnh Như Hảo, năm nay mình 22 tuổi và mình đến từ Bình Dương. Mình là cô gái mập mạp có nước da nâu nên thường bạn bè gọi mình là cái tên là heo. Trong tình yêu thì mình không có khái niệm tình yêu sai mà chỉ là chọn sai người, sai thời điểm. Cho tôi biết chỉ số của bạn được không nào? Vâng, em cao 1m6 và nặng tới 55kg ạ. Không sao đâu, cái gì cũng cân bằng rồi. Nhưng mà đối với các chàng trai thì các bạn có thích người yêu mình mỏng mỉm không? Thì theo riêng em thì em cũng không thích quá ốm, tại vì bây giờ mưa rồi thì mập lạnh mới ấm. Ấm. Thì mụn mỉm thì ôm đúng là sướng thiệt. Với lại em cũng thích nựng mấy bà mụn mỉm. Người yêu của mình mới nựng đúng không? Đúng rồi. Thường em để ý đến bạn nữ thì em để ý đến phong cách mặc đồ của bạn đấy trước. Phong cách mặc đồ ha. Phong cách như thế nào nhỉ? Cá tính hoặc là có một gu gì đấy riêng. Như Hảo, mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là như thế nào? Đối với người khác thì người ta thường nói sắc đẹp không quan trọng. Nhưng đối với em thì sắc đẹp cũng là một phần đánh giá về tình yêu. Blog radio, những câu chuyện kể trên mạng em có thường xuyên nghe hay là đọc truyện ngôn tình không? Dạ, nghe thì có nghe, đọc thì có đọc. Nhưng mà đó chỉ là trên sách, trên vở và nghe ngoài tai. Còn hiện thực thì không bao giờ màu hồng như ta tưởng. Rất là dễ thương, đáng yêu, giọng nói ngọt ngào. Tôi tưởng rằng là bạn chắc là sẽ nghe những câu chuyện đó, bởi vì cái giọng nói của bạn giống như là một giọng lồng tiếng rất là truyền cảm. Cảm ơn bạn rất nhiều, Như Hảo. Dạ vâng. Xin chào cô gái thứ ba. Xin chào hai MC xinh đẹp, xin chào hai bạn cùng chơi và tất cả mọi người. Em tên là Bảo Bảo, năm nay em 22 tuổi. Tính cách của em thì giống như thời tiết vậy đó, lúc nắng, lúc mưa và cũng có lúc lãng mạn như mũi hoàng hôn. Sở thích của em là ca hát và đi du lịch. Tuy hát không hay nhưng mà rất là hay hát. Quan niệm sống của em đó là cuộc sống thật dịu dàng biết mấy nếu con người đặt mình vào vị trí của nhau. Trời ơi, giọng nói ngọt ngào mà toàn nói những chân lý thôi. Bạn ơi, cho mình hỏi, bạn thích đi du lịch thì bạn thích đi ở biển hay đi núi? Cả biển và núi luôn ạ. Thế bạn thích đi du lịch ở biển hay núi? Mình thích biển hơn. Không biết là mẫu bạn trai của bạn như thế nào ạ? Mẫu bạn trai của mình thì đầy đặn một chút, cao hơn mình một xíu. Thích một người con gái có tính cách con nít một tí xíu. Dạ sáu múi mình không thích lắm ha. Sáu múi thì em suy nghĩ lại, tại vì em thích một người tròn trịa hơn ạ. Vậy bây giờ mình hơi gầy, bạn nuôi cho mình tròn trịa được không? Đúng rồi. Hai bạn nam ở đây khá gầy á bạn ơi. Cao 1m8 mà nặng có 30kg à. Đối với mình thì tình yêu thì không phân biệt ngoại hình, quan trọng là hợp nhau là cái quan trọng nhất. Sao bạn mới nói bạn thích mập mà? Đó là sở thích của mỗi người, nhưng mà chưa chắc bạn gặp được một người như vậy. Hay quá ta, cảm ơn Bảo Bảo. Lát nữa chúng ta sẽ khai thác kỹ hơn về cô gái này. Và bây giờ sẽ là lời giới thiệu đến từ cô gái ở vị trí thứ tư. Chào bạn. Em xin chào tất cả mọi người trong khán phòng, đặc biệt là hai bạn nam. Em tên là Quỳnh Nga, năm nay em 20 tuổi. Hiện tại thì em đang là sinh viên. Công việc chính của em là streamer và diễn viên. Đặc biệt là em rất là yêu động vật. Nếu bạn nam nào muốn nuôi thú cưng thì em sẽ cùng bạn nam đó nuôi thú cưng ạ. Hai bạn nam có ai thích nuôi thú cưng không? Em thích cún chị.
Cuốn à? À, Hồng Sơn thì thích cuốn này, còn Minh Tướng? Nhìn thấy chó mèo thì em rất thích, nhưng mà về nuôi á thì không thích lắm hả? Không được thích cho lắm. Tại sao? Tại vì em không thích lông mèo hay lông chó. À. Nói chung chơi với nó thì ok, nhưng mà không thích dọn. À, vệ sinh đúng không nào? Bởi vậy Quỳnh Nga mới nói là cùng nhau nuôi để cùng nhau dạy dỗ các bé. Mà Nga nè, bạn là streamer đúng không ạ? Vâng ạ. Đó, bây giờ bạn là một gia sư tình yêu chưa? Dạ rồi ạ. Rồi tại sao chính bản thân mình thì lại vẫn chưa tìm được mối tình phù hợp? Tại vì dòng đời xô đẩy nên em vẫn chưa tìm được một nửa thích hợp với mình ạ. À. Uh-huh. Vậy thì một nửa của bạn sẽ như thế nào? Em thích một người là vừa hoặc là gầy. Em không thích một chàng trai quá mập ạ. Chỉ cần chàng trai ấy cao hơn em là được rồi ạ. À. Nãy không nhớ bạn cao 1 mét mấy à? Em cao 1m55 ạ. Vậy cao hơn rồi. Hai chàng trai này là có chiều cao ổn rồi đó nha. Hồng Sơn cao mét mấy nào? Là em cao 1m7. Còn Minh Tướng? Cao 1m8. 1m8 luôn nè. Dư luôn rồi đó bạn. Chuẩn ơi. Chuẩn lắm luôn á. Và đó chính là những lời nói đầu tiên của cả bốn cô gái. Ngay sau đây chúng ta hãy chờ đón xem những chiếc ốp lưng điện thoại của các cô ấy có lột tả được tính cách của mình hay không. Xin mời. Các bạn làm tính quá nhỉ. Cô nàng thứ hai Như Hảo khá là hoạt hình hoạt họa ha. Đáng yêu giống như bạn hay sao ạ? Cái ốp lưng màu đen và có một cái con mắt đó, đó là hãy giờ đấy tim mình đã mở và không biết bạn có đã mở cho mình hay chưa. Mình mạnh mẽ bao lâu nay, nhưng một khi nếu có ai tới cho mình được niềm tin thì ánh mắt đấy sẽ trở thành ánh mắt dịu dàng. Chiếc ốp lưng của bạn Bảo Bảo khá là nam tính ha. Đúng rồi, Bảo Bảo thì dường như là đi ngược lại với suy đoán của Hoàng. Một cô gái tóc xoăn dài, mặc một cái váy rất là đẹp nè, nhưng mà lại sử dụng một cái ốp lưng điện thoại màu đen. Có lý do nào không ạ? Dạ, thật ra thì trước đây thì em không bao giờ xài ốp lưng. Nhưng mà em là cái người tính hay vụng về và làm vỡ rất là nhiều, nên là em phải bắt buộc phải xài ốp lưng thôi. Cho em hỏi là hai bạn nam là có muốn là người luôn bên cạnh em để giữ điện thoại cho em, để không dễ vỡ, để em không cần xài ốp lưng không ạ? Trời ơi. Hỏi câu đó thì cái gì anh cũng giữ, nói chi cái điện thoại em ơi. Lúc đó thì mình sẽ mua tặng bạn nhiều ốp lưng để bạn thay. À là không muốn giữ, muốn cho nó bể thì mua nhiều thay. Không lỡ. Đâu phải là lúc nào cũng kề bên cạnh nhau đâu chị. Những lúc mà người này làm việc này, người này làm việc kia thì khi không có em ở đấy thì bạn đó sẽ nhiều ốp lưng mà nhớ em. Còn Minh Tướng thì sao? Còn đối với riêng anh á thì nếu mà có rớt bể hay gì thì anh có thể sẽ mua cho em một cái khác. Anh ơi, cái này em xin một điều là chắc hàng ngày em làm vỡ màn hình ngoài hay sao ạ? Thì anh không có tặng cho em ốp lưng mà anh làm cho em cốp lá. Dễ thương. Rồi, cảm ơn bạn Bảo Bảo. Như vậy chúng ta đã hiểu rõ một số cái tính cách khác nhau của các cô gái qua những chiếc ốp lưng rồi. Nhưng mà còn màn hình chính, xin mời quý vị. Trần Phương, đó chính là cô ấy. Rồi cũng khéo léo che mất phần mặt rồi. Bạn đang mặc trang phục như một đầu bếp đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Tết á, thì thường mọi người sẽ về quê, nhưng thay vì đó thì em sẽ đi làm và chu cấp tiền cho mẹ em và gia đình. Khi mà em có điều kiện hơn thì em sẽ về sau. Ồ, như vậy là cô ấy đi làm thêm đấy. Nhưng mình hỏi là bạn thường hay nấu những món gì? Ai muốn ăn món gì thì em cũng có thể nấu được. Tại vì kề cạnh em còn có một người thầy, nên là em chỉ cần alo thầy ơi, con muốn nấu cái này, thầy chỉ đưa công thức là em có thể nấu được. Dạ, yeah. Công thức là nấu được thôi. Em có thể hỏi hai anh một câu nhỏ được không ạ? Dạ được. Với một bữa ăn gia đình và một bữa ăn ở bên ngoài thì hai anh sẽ thích ăn ở đâu nhất ạ? Em thì thích ăn bữa cơm gia đình hơn. Tại vì từ nhỏ đến giờ là em cũng sống xa nhà, nên là mỗi lần mà về nhà ăn cơm với mẹ, dù là mấy món đơn giản nhưng mà em thấy thích lắm. Rồi món bạn thích nhất là món gì? Là món em thích nhất là thịt kho hồi vịt. Rồi món gì nữa? Canh khổ qua nhồi thịt đó chị. Những món rất là dân dã, quen thuộc nhưng rất ngon miệng. Còn Minh Tướng thì sao nào? Thì mình thích ăn với cả gia đình nhất. Còn món mình thích thì là món canh chua. Đến với màn hình thứ hai của Như Hảo,
So deep. Bạn đang đứng ở đâu đó? Em đang đứng tại một cái đồi núi tại Đà Lạt. Đây là ánh hoàng hôn đúng không ạ? Cho mình hỏi. Cho mình hỏi là cái này bạn đi với ai vậy? À, mình đi với một đám bạn. Bạn đã đi hết nơi ở Đà Lạt chưa? Dạ, mình đi cũng gần hết rồi. Tại vì mình có một người bạn ở trên Đà Lạt luôn, nên bạn là người hướng dẫn viên dẫn nguyên một đoàn đi ạ. Cái khoảnh khắc này khi mà bạn nhìn về nơi xa lắm, bạn đang suy nghĩ điều gì? Lúc mà cả một ngày trời, từ sáng cho tới chiều, mình phải tỏ ra là vui vẻ, mạnh mẽ. Nhưng mà khi đến hoàng hôn thì mọi cảm xúc, mọi cái tình cảm và cung bậc cảm xúc mình lại ùa về, trở thành một cô gái tĩnh lặng trong cái sự hoàng hôn đó. Cảm ơn bạn, một góc nội tâm thông qua màn hình của cô ấy. Bạn có thường xuyên đi du lịch như vậy không? Mình nói chung là trong những thời gian rảnh và có khi là đi vòng dạo quanh đâu đó một mình cũng có, và tự xách xe đi du lịch đâu đó vẫn có. Và mình đã từng một lần đó là tự xách vali lên đi tới Đà Lạt một mình. Em cũng hay đi một mình như thế. Kiểu như là bị say xe nên là đi đâu em cũng thường đi xe máy hết. Giống mình cũng say xe. Ủa vậy tướng cũng vậy luôn? Dạ, em hay đi xe máy luôn. Dạ em đi xe đòn được, em hay đi xe máy. Cái khoảng đường xa nhất mà các bạn từng chinh phục là đi đến đâu? Em thì em cũng đi Đà Lạt. Em thì đi xuống Cà Mau rồi. Đợt đó là em với anh em đi xuống ở Cần Thơ, xong qua Bạc Liêu, xong chạy xuống Cà Mau. Mấy trăm cây số luôn. Dạ, đi cả về là 1000 cây. Ây chà, dường như tín hiệu tần sóng của hai bạn này khá tương đồng với bạn Như Hảo đấy. Cảm ơn Như Hảo. Chúng ta đến với màn hình của cô gái Bảo Bảo nha. Bảo Bảo ơi, có vẻ bạn rất là trầm tư ha. Đây là hình ảnh của chính bạn đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Em muốn hỏi một câu, đó là nãy em nghe nói là có người thích món canh chua đúng không ạ? Dạ là bạn Minh Tướng. Không biết là anh thích món canh chua của vùng miền nào ạ? Mình đến từ LA. LA à? Los Angeles. Hay Long An? Long An. Em thật ra thì em nấu món canh chua miền Tây rất là ngon, và em cũng rất là thích là món canh chua luôn. Vậy thú vị rồi. Nhưng mà ngoài món canh chua thì bạn có thể nấu được món gì nữa không? Tất cả các món như đã là thịt kho hộp vịt, những cái món ăn cuộc sống bình thường, hủ tiếu hoặc là phở đồ gì vẫn được. Giỏi quá. Rồi, cảm ơn Bảo Bảo. Bây giờ chúng ta chào đón chú mèo của bạn Quỳnh Nga. Đây là mèo của bạn đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Đây là chú mèo của em ạ. Thì em có nuôi 8 chú mèo và 1 chú chó ạ. Wow. Nhiều dữ ha. Vừa nãy em có nghe bạn Hồng Sơn, bạn đó nói là bạn thích chó. Vậy thì ngoài thích chó ra thì bạn có thích mèo không ạ? Thực ra thì mình không thích mèo lắm, tại vì có một kỷ niệm không hay với mèo. Kỷ niệm sao bạn? Dạ, hồi trước thì nhà em có nuôi mèo, xong rồi đêm đấy em ngủ thì nó đẻ ngay trên đầu em ấy. Đẻ ngay trên đầu em ấy. Lúc đó bé mèo đó sinh mấy đứa nè? Dạ, sinh 3 đứa thôi. Trời ơi. Trời ơi trời, lần đầu tiên trong đời tôi nghe một chàng trai điển trai như vậy bị mèo đẻ lên đầu. Mà 3 đứa lận. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào? Đến khi nào mới phát hiện ra? Đến lúc mà để xong. Sáng dậy á, thấy lạnh lạnh cái đầu. Trời ơi trời. Xong rồi em mới giật mình, em nhìn lên em mới biết. Rồi lúc đó mình xử lý sao? Xong rồi em giật mình, em dậy, em đi gọi đầu liền luôn. Chết. Mà ở trên em lạnh lắm, xong rồi sáng dậy xối thì nước lạnh ngắt luôn ấy. Rồi không gọi luôn. Không phải chịu. Vừa xối một phát xuống lại em hét lên luôn tại vì lạnh quá. thấy thương. Một kỷ niệm rất là thú vị. Bởi vậy giờ thấy mèo thì mình bị ám ảnh đúng không ạ? Dạ nên em hơi bị ngại. Cảm ơn bạn. Ngoài yêu động vật ra bạn còn yêu gì nữa không nè? Sở thích của mình á. Thì em thích đi chơi cùng bạn bè và đi du lịch ạ. Bạn thích du lịch ở đâu? Em khá là thích Đà Lạt và em cũng thích cái giọng nói của con người Đà Lạt ạ. Rồi, cảm ơn bốn cô gái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nội dung chính bên trong chiếc điện thoại của cả bốn cô gái nha. Xin mời. Đầu tiên sẽ là những ứng dụng bên trong điện thoại của Trần Phương. Wow, một cánh đồng rất là đẹp của hoa hướng dương kìa. Các bạn muốn tham khảo qua cái phần mềm nào? Em muốn xem thử danh bạ của bạn. Thấy con trái tim màu hồng nhìn nó rung rung. Choa. Số điện thoại của ba bạn không ạ? Dạ. Cái đồ ích kỷ là cái gì ạ? Đồ ích kỷ. Là người cũ của em ạ.
bạn vẫn còn liên lạc với người yêu cũ không? À, dạ thì thỉnh thoảng thôi, chọc phá nhau vài câu. À vậy hả? Là cái người mà bạn kể 2 năm đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Như vậy là bây giờ mình vẫn còn liên lạc đúng không nào? Dạ thì thỉnh thoảng thôi anh. Nhưng mà lỡ như bạn có bạn trai mới rồi, có liên lạc với người yêu cũ không? Thì lúc đó mình sẽ tiết chế lại, và những cái gì mình còn quên đi thì mình nên quên đi. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn bạn. Và bây giờ sẽ là nội dung bên trong điện thoại của bạn Như Hảo. Lại tiếp tục là bóng dáng sau lưng của cô ấy, nhưng đổi bối cảnh hơn, đó là một dòng thác suối cũng ở Đà Lạt đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Mình đoán không nhầm thì cái đó là thác Đa Tan La đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ồ, Sơn đến đây rồi hả Sơn? Dạ đúng rồi, em đi nhiều lần. Với ai vậy? Dạ với gia đình. À gia đình đúng không? Dạ. Bạn có thể vào album ảnh cho chúng tôi coi được không? Dạ vâng ạ. Bạn thích con nít lắm đúng không nào? Dạ em thích ẵm con nít, và những lúc mà nó nũng nịu thì em rất là cưng ạ. Vậy giờ thí dụ người yêu bạn cũng nhõng nhẽo giống vậy, bạn chịu không? Dạ đôi lúc thôi chứ ngày nào nhõng nhẽo chắc em chịu không nổi. Ở nhà thì bạn thân với ba hay với mẹ hơn? Dạ ở nhà thì em thân với mẹ nhiều hơn, nhưng mà người thương em nhiều nhất là ba. À con gái ruột của ba mà. Dạ. Có một kỷ niệm đó là khi mà em đi thi trung học quốc gia thì em phải từ Bình Dương, từ dưới nhà lên tới thành phố để thi. Ngày em thi thứ hai thì là nhận được cuộc điện thoại của mẹ, đó là bé ơi ba đòi lên trên thành phố. Và khi mà em thi môn đầu tiên ra thì em lại thấy ba đứng trước cửa trường, cổng trường để đón em. Trời ơi, xúc động hết sức không? Tình cảm mãnh liệt của người cha dành cho người con vượt qua mọi khoảng cách của địa lý. Dạ. Nhưng mà thường thì ba em lại không có tỏ vẻ bên ngoài, chỉ là những lúc quan tâm bí mật và im lặng sau lưng thôi. Nào chúng ta tìm hiểu đến chiếc điện thoại của bạn tiếp theo, đó chính là Bảo Bảo nào. Xin mời Bảo Bảo. Chà, ở ngoài thì là bức ảnh bạn đang đọc sách, bên trong là hình, đây là hành tinh nào bạn? Dạ đúng rồi, đó là hành tinh của em ạ. Một dạ. Hành tinh rất là khó hiểu. Bạn có thể cho chúng tôi coi hình không? Dạ được ạ. Bạn chụp nhiều đồ ăn quá nhở? Dạ vâng, em rất thích đi ăn những cái món ăn ngon ạ. Em muốn có câu hỏi với hai bạn trai, đó là thường ở nhà, thường những việc của mình thì hay tâm sự với ai ạ? Mình thì hay tâm sự với em trai của mình. Ba mình thì ít nói, hiền nên là mình ít nói chuyện với ba. Còn mẹ thì chỉ nói những việc chính thôi. Tại vì mình ở đây đi xa nên không muốn nói nhiều để mẹ đỡ lo. Còn em trai mình thì cái gì mình cũng kể cho em trai mình hết. Em trai cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh cùng với bạn luôn à? Không, em trai em thì ở Đà Lạt. Nhà em có ba anh em, anh em thì ở Cao Bằng, em ở Đà Lạt, bây giờ em ở thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn liên lạc qua điện thoại đúng không? Là hay gọi video ba anh em với nhau ấy. Cảm ơn bạn Bảo Bảo. Chúng ta đến với điện thoại của bạn Quỳnh Nga nha. Vẫn là một chú mèo khác hay là cô mèo hồi nãy ạ? À? Là một chú mèo khác ạ. Bạn có đặt tên cho mèo không? Có ạ. Trắng, Mít, Mi, cậu, Sim. Còn ba con kia thì em không có nhớ. Chú Cún ở nhà tên gì ạ? Tên là Su. Su à, Su. Tại sao bạn lại đặt nó là Su ạ? Em cũng không biết, tại này là chị em đặt à. Còn với cái tên Su đó có dấu ấn nào trong kỷ niệm của bạn Sơn không? Dạ. Có nè, có nha. Chó của bạn gái em, cũ em tên Su. Ôi trời ơi. Cho em hỏi là sự mẫu người lý tưởng của hai bạn nam là gì ạ? Nói chung là con gái dễ thương, yêu động vật cũng được, nhưng mà mình cũng không thích động vật cho lắm. Mẫu người lý tưởng của mình là mắt đẹp, mũi cao. Tại vì mình thích nhìn góc nghiêng. Đặc biệt là mình thích những người con gái hát hay ấy. Được cái là em hát rất là dở luôn à. Mình cũng hát dở á. Đâu thử coi. Em thì chỉ chủ yếu là em nghe nhạc rap thôi à. Ôi, mình cũng rap của Denver. Wow. Nào chúng ta cùng hòa giọng nào. Rồi rủ nhau đi trốn nè. Mẹ em không mắt lệ nhòa. Bố anh thì đi lại, còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Rồi tới bạn. Cái vai này thì em cũng không thuộc lắm. Ơi. Như vậy là chúng ta đã thấy được những nội dung bên trong những ứng dụng, những thói quen hàng ngày của các cô gái qua chiếc điện thoại. Và bây giờ không biết là phần ấn tượng nhất sẽ giúp cho cô gái nào bước tiếp vào vòng trong. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Tần số tình yêu. Chắc chắn là nãy giờ những cái điều thú vị về bốn cô gái cũng gây ấn tượng với hai chàng trai rồi đúng không? Dạ, em ấn tượng với bạn số 3. Số 3. Bảo Bảo. Chúc mừng Bảo Bảo. Bạn ấn tượng ở điểm nào?
À, cái gì bản lãng vậy? Tự nhiên họ ngại quá. À, còn với Minh Tướng thì sao nào? Đó cũng là cô gái số 3. Ồ. Là sao? Cũng là Bảo Bảo luôn. Ồ, thật không vậy? Thiệt. Nhưng mà Lê Lộc cũng thấy ba cô gái còn lại cũng có rất nhiều điểm thú vị mà. Bạn đó có hỏi là ai bạn nào thích ăn canh chua. Thì em là người miền Tây, em rất là thích ăn canh chua. Và bạn đó nói bạn đó nấu rất ngon. Thì em nghe có một cái gì đó gọi là nó thân thiết, nó gần gũi. Đúng với tần số ẩm thực. Nhưng mà bạn đấy cũng nói là thích nấu được canh khổ qua và nấu được bữa cơm gia đình. Ai cha căng quá. Sơn Tinh Thủy Tinh xuất hiện rồi quý vị ạ. Mỹ Nương ơi, chúc mừng em. Các cô gái nè, thật sự là các bạn rất là tuyệt vời. Và chắc chắn sẽ còn rất nhiều tần số khác nó trùng khớp với cái nhịp tim của các bạn nhiều hơn. Chẳng qua nhiệm vụ chúng tôi sẽ phải tìm ra những mảnh ghép nó phù hợp. Và bây giờ Lê Lộc sẽ thay mặt cho đội MC ấn tượng với cô gái nào nhất ạ? Lê Lộc trao cơ hội đó cho bạn Như Hảo. Số 2, vị trí thứ hai, Như Hảo, chúc mừng bạn. Ngay sau đây, chờ đón xem nhan sắc thật sự của Trần Phương và Quỳnh Nga như thế nào đây. Xin mời quý vị. Hai bạn, chào tất cả mọi người ở đây luôn ạ. Năm tháng đó, em thích anh là thật. Việc anh có đáp lại hay không chẳng còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ. Và ngày hôm nay, em mở lại cánh cửa trái tim mình, đi tìm anh cũng là thật. Tiếc rằng tần số vẫn là hai đường thẳng song song, kiếm tìm hoài chưa thấy điểm chung, để vì nhau mà nắm nhẹ lấy đôi bàn tay. Nếu độc thân bình yên đến vậy, sao phải vì một người mà khuấy động tâm can? Ấy thế mà chỉ vì anh, em tự phá bỏ những nguyên tắc tình cảm của bản thân. Ngỡ tưởng đã đúng người, đúng luôn cả thời điểm rồi. Nhưng hóa ra đó lại đơn thuần là suy nghĩ của riêng em. Dừng lại ở tần số tình bạn anh ha. Cảm xúc của hai chàng trai như thế nào? Lúc bước ra em thấy hai bạn rất xinh. Nhưng mà bạn số 1 em có cảm giác như là bạn vẫn còn vương vấn với người cũ á, nên là chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Em nghĩ là vậy. Vì thà là thật lâu người đó mới xuất hiện, nhưng mà em cần người đó xuất hiện sẽ chắc chắn được hạnh phúc sau này luôn. Chứ em không muốn tiếp tục vội vã để chọn lại một mối quan hệ nào đó rồi lại phải một lần nữa đổ vỡ. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình nha. Tạm biệt Quỳnh Nga, tạm biệt Trần Phương. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.